chị thở thì thị chứ. Để chủ động đối phó với tình hình này, ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đang thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, phong tỏa ổ dịch và tiêu hủy các đàn heo bị bệnh, đồng thời tiêu độc khử trùng chuồng trại nhằm tránh để dịch lây lan trên diện rộng. Nước biển Campuchia rất ngon. Bỏ thuốc mà nhớ hoài. Nhớ khó lắm rồi. Khó. Đây bỏ cái gì chứ dễ chứ bỏ thuốc khó lắm. Khó lắm. Ờ. Khó vô cùng khó. Tôi là đó giờ tôi hút thuốc một lần một bỏ một lần một cái một. Đúng rồi. Khó vô cùng tổ quốc ơi luôn á. Tổ quốc ơi. Khó vô cùng tổ quốc ơi. À, khó dữ dằn luôn. Tại cha. Khó dữ dằn. Em nói anh nói là đó ha, hút còn nhỏ. Đi tập bơi lúc đó còn hồ bơi Nguyễn Dung á. Ờ, đúng rồi. Má nhảy xuống bờ lúc đó gọi cũng hơi gần. Lúc đó con đi nguyên một xóm lận, vòng vòng xóm dưới đó, đi đông lắm, cả chục người lận. Bắt đầu nhảy xuống, đứng ở trên cái sân khấu trên đó, nhảy xuống. Cái có thằng BD nào không biết nữa. Nó nhảy theo, nó nhảy xuống theo sau con chút. Nó bấm giò, nó kéo gì nè má, nó kéo phía dưới nữa má. Nó bú mày.